Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Kim. Hi guys, welcome back to Mọt Kim channel. Follow the damn trend, CJ, trong Grand Theft Auto San Andreas. Wrong Side of the Tracks trong GTA San Andreas đã trở thành một trong những nhiệm vụ ghét tiếng nhất của cả dòng game Grand Theft Auto. Về cơ bản thì nhiệm vụ này không quá phức tạp, vì của người chơi chủ yếu là lái xe mô tô đi theo đoàn tàu hỏa, chở Big Smoke đằng sau để gã ta nhắm bắn mấy tên côn đồ thuộc băng đảng và Ghost đang ở trên nóc tàu mà thôi. Tuy nhiên, việc lái xe chẳng hề dễ dàng một chút nào. Anh chàng CJ ngồi cầm lái, vừa phải điều khiển tốc độ để đi ngang qua với đoàn tàu, vừa tránh đạn mà lũ và Ghost bắn xuống, vừa phải vượt qua một vài khu vực có chướng ngại vật ngán đường, thậm chí là phải còn lái làm sao để không đâm một đoàn tàu đang đi hướng ngược lại. Nhưng Big Smoke ở đằng sau lại không hề bắn được một viên đạn nào ra hồn. Cuối cùng khi cái nhiệm vụ thất bại, Big Smoke lại hét thẳng vô cái mặt của bạn là All we have to do was follow the damn train, CJ. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta cần phải làm là đuổi theo cái đoàn tàu chết tiệt kia thôi mà CJ. Trong cái khoảnh khắc đó, Mọt ước rằng CJ có thể bật lại, mày có giỏi thì đưa tao khẩu súng mà lên cầm lái. Đã bắn ngu lại còn thích to mồm. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, FIFA và Pro Evolution Soccer. Đối với những người hâm mộ môn thể thao vua, việc chứng kiến đội bóng yêu thích phải nhận bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng là một nỗi đau không có gì sánh bằng. Khoảnh khắc đó có thể biến một con người hiền lành bỗng trở thành cục tính hơn bao giờ hết. Còn với video game, thứ vốn được sinh ra để giúp con người thư giãn và giải trí thì sao? Tình hình cũng không có khá hơn là bao nhiêu trong hai cái trò đá bóng nổi tiếng nhất là FIFA và Pro Evolution Soccer. Sự căng thẳng luôn hiện hữu giữa những người chơi với nhau khi bàn thắng bắt đầu nổ ra, đặc biệt là với những người bạn đang chơi cùng trong quán PlayStation. Dù cho thế trận hai bên đang hòa, nhưng chỉ cần một bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu thôi, nó cũng có thể gây ra một cuộc tranh cãi sức mẻ tình bạn lâu năm. Blue Cell, Mario Kart. Trong Mario Kart, Blue Cell là một item cực kỳ hiếm và rất khó để có được trong một cuộc đua. Và nó cũng được mệnh danh là kẻ thù, kẻ tiêu diệt tình bạn. Mặc dù item này được thay đổi hình dạng khá nhiều trong các phiên bản của Mario Kart, nhưng nó vẫn giữ được khả năng đầy khó chịu của mình, luôn nhắm vào người dẫn đầu. Hãy thử tưởng tượng bạn đang chơi Mario Kart cùng bạn bè và đang dẫn đầu đường đua khoảng cách khá là an toàn. Khi chỉ còn cách đích một đoạn ngắn nữa mà thôi, bất ngờ Blue Cell ở đâu xuất hiện, như kết quả bạn là người về đích cuối cùng. Cảm giác dính đòn từ Blue Cell và về bét không hề dễ chịu chút nào, nhất là khi xung quanh lũ bạn đang cười đầy khoái trá. Không sớm thì muộn, bạo lực cũng sẽ xảy ra khi Blue Cell xuất hiện mà thôi. Nhiệm vụ Demolition Man, Grand Theft Auto Vice City. Có vẻ trong mọi trò chơi Grand Theft Auto, Rockstar đều thêm một hoặc vài nhiệm vụ khiến người chơi tăng xong tới cùng cực. Chắc chắn rồi, khi nhắc tới những khoảnh khắc gây ức chế trong game, nhiệm vụ Demolition Man trong GTA Vice City là một trong số đó. Nhiệm vụ yêu cầu người chơi lái chiếc trực thăng điều khiển từ xa, lái nó đi lấy những quả mìn và đặt vào khu công trường. Nghe qua thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà cái nhiệm vụ này nó làm nản lòng không biết bao nhiêu là game thủ. Thậm chí cho tới tận bây giờ, Demolition Man vẫn khiến nhiều người cảm thấy ám ảnh khi trải nghiệm lại. Và nhiệm vụ này thật sự không dành cho những ai cột tính hoặc không có tính kiên nhẫn. Mọt nhớ rằng để lái trực thăng điều khiển từ xa thành công, mình đã phải thay tới vài chiếc bàn phím với chuột bởi vì ức chế. Our Princess is in another castle, Super Mario Bros. Hiện giờ khi mình nhìn lại tựa game Super Mario Bros, chúng ta sẽ thấy thật sự bất công cho anh chàng Mario. Trải qua biết bao nhiêu lần hiểm nguy, không ngại tính mạng để cứu công chúa, nhưng cuối cùng là chỉ nhận được nụ hôn nhẹ nhẹ vô má. Lẽ ra cái anh chàng sợ sửa ống nước này phải nhận được nhiều hơn như vậy. Tuy nhiên, có điều khi mà lớn lên rồi, có cái nhìn khác đi về xã hội, ta mới thấy là cái nàng công chúa Peach này thật là khó chịu. Trong trò chơi kinh điển này vẫn tồn tại một điều cực kỳ gây ức chế, khiến bạn muốn xóa game luôn. Đó chính là câu nói huyền thoại Thank you Mario, but our princess is in another castle. Có nghĩa là cảm ơn nha Mario, nhưng mà công chúa đang ở trong cái lâu đài khác rồi. Cảm giác lúc này thật sự là không có thể nào tin nổi. Rõ ràng Mọt đã trải qua một cái chặng đường dài, vừa có một trận đánh tay đôi đầy khó khăn với Bowser. Mọt đã phải chơi game mỏi tới gãy cả ngón tay, cuối cùng chỉ lại nhận thông tin rằng công chúa đang ở chỗ khác. What the fuck? Trận đấu boss trong Deus Ex Human Revolution. Một trong những điều hấp dẫn của Deus Ex Human Revolution
là những nâng cấp về skill bạn có thể chọn để ảnh hưởng tới cách chơi của mình. Mộc biết chắc chắn rất nhiều người muốn chơi Human Revolution theo phong cách tàng hình, nên gần như đã upgrade toàn bộ skill của nhân vật theo hình style. Dù sao cái lối chơi style cũng hấp dẫn và hồi hộp hơn. Nhưng ở đây là nảy sinh một cái vấn đề rất là lớn, đó là cái trận đấu chùm trong DRX Human Revolution. Cho dù game đủ khả năng nâng cấp tàng hình của mình lên cao tới đâu, cũng không thể tránh khỏi gặp những tên trùm. Việc nâng cấp nhân vật theo hướng stealth ngay từ đầu sẽ khiến bạn gặp rất nhiều khó khăn trong những trận đấu boss. Mọt đang nói tới cái thằng trùm đầu tiên là Lawrence Barrett. Cái thằng này nó có một cánh tay biến dạng thành minigun cùng với lựu đạn không giới hạn. Vậy đây là cái câu hỏi, nếu bạn nâng cấp kỹ năng theo lối stealth ngay từ đầu thì làm sao có thể vượt qua một kẻ chỉ cần đứng yên một chỗ xả đạn cũng khiến đối thủ mất máu, xóa game thôi còn chờ cái gì nữa. Flytown, Dark Soul gốc. Trong Dark Soul bản gốc, Flying Town là một khu vực có thể ví như cơn ác mộng cùng cực dành cho game thủ. Bên cạnh cái độ khó đáng kinh ngạc trong chiến đấu và yêu cầu người chơi phải có khả năng di chuyển cực kỳ hợp lý, Flying Town còn thách thức game thủ khi tốc độ khung hình ở khu vực này trồi sụt theo một cách hết sức bất ngờ và ngẫu nhiên. Câu hỏi là chế hiệu suất game kém như vậy, bạn làm sao có thể vượt qua kẻ thù khó chịu cùng địa hình nhìn đâu cũng thấy vực. Ví dụ bạn mở cửa ra, không để ý là té xuống vực chết luôn. Đang né cái con quái, lăn qua lăn lại rồi lăn xuống cái vực thẳm bên cạnh chết luôn. Bạn bước chân sớm hơn một nhịp, chết luôn. Bạn đang đánh quái vật một cách ngon lành, bỗng nhiên khung hình giảm vật, chết luôn. Bạn đang đi ở mép vực, khung hình vực, bạn rơi xuống và tất nhiên là chết luôn. Đó là chưa kể dòng blind tàu, còn có vô số những con quái vật bay tấn công từ tứ phía. Và cái việc đánh trả nó gần như là không thể. Thật may mắn là trong Dark Soul Remaster, Line tao đã được cải thiện một chút về độ khó. Màn chơi Land of the Living Dead trong Rayman Origins. Trong Rayman Origins, Land of the Living Dead có thể coi là level cuối cùng thực sự. Và cái việc unlock được level này cũng tương đối tốn công sức. Tuy nhiên khi được trải nghiệm, bạn sẽ thấy độ khó của nó cao hơn rất nhiều so với những màn chơi trước đó. Land of the Living Dead thật sự là một level không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn. Bởi vì cái mức độ thách thức của nó khiến cho bạn ức chế cùng cực và ảnh hưởng tới cái đồ vật trong nhà của mình. Tốc độ diễn ra trong màn Land of the Living Dead có phần nhanh hơn và gấp hơn các màn chơi trước đó. Những cái bẫy cũng có số lượng nhiều hơn và đều đặt ở các vị trí rất khó để mà né tránh. Tất nhiên cái màn chơi này cũng có kẻ thù và boss khó nhằn hơn gấp đôi luôn. Việc mở khóa được Land of the Living Dead đã thực sự là thách thức không nhỏ. Thì việc hoàn thành được màn chơi này còn khó hơn gấp cả chục cả trăm lần. Nếu bạn là một người chơi nóng tính và thiếu kiên nhẫn, Land of the Living Dead trong Rayman Origin thực sự không có dành cho bạn. Chết bởi Goomba khi vừa bắt đầu trong game Super Mario Bros. Trong game Super Mario Bros, level đầu tiên thì tương đối dễ dàng. Những cái gì mà game bắt bạn làm chỉ là nhảy lên một vài bước cơ bản qua một vài con Goomba hay Koopa, sau đó đập một số viên gạch để ăn nấm hoặc đạn lửa. Nhìn chung, nếu mà chết trong cái level đầu tiên của Super Mario Bros, thật sự rất là khó. Tuy nhiên, đôi lúc Mọc vẫn không hiểu tại sao mình có thể chết ngay từ khi mới bắt đầu. Ở thời điểm một vài cái giây đầu tiên, anh chàng Mario chạy từ phía bên trái tới. Người chơi chỉ cần lỡ đỉnh một chút thôi sẽ va phải một con Goomba và reload luôn cái checkpoint này. Thường thì tâm lý của game thủ luôn nghĩ chắc chắn sẽ không có gì khó khăn khi trò chơi mới vừa bắt đầu. Nhưng thực tế, level đầu tiên của Super Mario Bros. Đã đặt cái bẫy ngầm làm cho người chơi thiệt sự là ức chế. Giết gà trong Skyrim. Rõ ràng là gà đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của Riverwood trong Skyrim. Bởi chỉ cần vô tình giết hại một con gà mà thôi, bạn sẽ nhận lấy sự phẫn nộ chưa từng thấy của những người dân xung quanh, kể cả khi bạn vừa mới giết con rồng giúp họ. Chết vì gà là một trong những điều ức chế nhất mà lại buồn cười nhất của Skyrim. Nó thậm chí còn nổi tiếng tới mức độ có rất là nhiều cái meme riêng. Rõ ràng đây thực sự là một cái chết nhảm nhí đối với người được coi là anh hùng vừa mới trước đó mà thôi. Bạn hy sinh tính mạng của mình để giúp đỡ mọi người, rồi vì một con gà mà họ sẵn sàng đánh bạn tới thừa sống thiếu chết. Người dân trong Skyrim thật sự quá là vô ơn rồi. Chết bởi NPC phó thường dân trong Grand Theft Auto 5. Tự do nghịch ngợm trong thành phố được coi là điều thú vị nhất của dòng game Grand Theft Auto. Với phần GTA 5, khi đồ họa được làm quá sức đẹp, cảm giác được đi lại xung quanh thành phố, cà khịa tất cả mọi người cũng khiến game thủ phê và thú vị hơn nhiều. Tuy nhiên, có vẻ như người dân thành phố Los Santos
không hề dễ bắt nạt một chút nào. Họ chẳng hề nể nang cái nhân vật chính gì hết trơn. Có những người sẵn sàng truy xét bạn tới tận cùng luôn. Đó là chưa kể người dân của Los Santos còn tham gia giao thông rất đáng sợ, không kém gì phiên bản Ninja League của Việt Nam. Có một trường hợp bạn đang đi lại rất bình thường trên đường phố, bỗng như NPC nào đó lái xe đụng vô bạn. Hay chẳng may đang đi trên đường, bạn lỡ đụng vô thằng NPC côn đồ thì bạn sẽ bị nó đánh cho sấp mặt luôn. Bị chết bởi NPC dân thường trong GTA 5 thật sự là một trải nghiệm hết sức thảm. Không kịp bấm Quick Time Event. Có rất nhiều cái chết gây ức chế trong game, nhưng việc bị chết bởi không hoàn thành một Quick Time Event hay còn gọi là QTE thật sự là một trong những việc thảm nhất từng trải nghiệm. Đôi lúc có những trò chơi đưa ra QTE thật sự thách thức cho game thủ. Thời gian xuất hiện nút rất nhanh và phức tạp khiến người chơi không phản xạ lại kịp. Dĩ nhiên sau đó bạn được xem một đoạn cutscene và nhân vật chính đã chết rồi. Nhưng khi độ khó của QTA ở mức quá cao, game thủ sẽ cực kỳ ức chế và không thể nhấn kịp. Bên cạnh đó, bạn sẽ phải liên tục xem đi xem lại đoạn phim các cả nhân vật chính bị hành hạ cho tới chết. Tin mọt đi, đoạn phim nó không hề dễ chịu chút nào. Tomb Raider 2013 là một trong những ví dụ điển hình của việc không kịp bấm nút QTA. Cái cô nàng Lara Croft phải khổ sở như thế nào? Mà có bao giờ bạn bấm hụt QTA bởi vì nó quá dễ, quá chậm không? Nhảy sai hướng trong Uncharted. Trong series game Uncharted, Nathan Drake là một tay thợ săn kho báu cực kỳ lành nghề. Khả năng suy luận giải đáp các câu đố của anh cùng với khả năng chiến đấu sử dụng các món vũ khí rất điêu luyện. Bên cạnh đó, Nathan còn sở hữu khả năng cực kỳ đỉnh nữa, đó chính là leo trèo. Đây được coi là khả năng cần thiết, bất cứ tay thợ săn kho báu lành nghề nào cũng phải thành thạo. Nhưng đó là Nathan Drake trong game. Còn điều khiển được anh chàng Nathan có siêu được như lời đồn hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào game thủ và chiếc controller. Và tất nhiên không phải ai cũng có thể làm chủ hoàn toàn được chiếc tay cầm. Đôi lúc Nathan Drake muốn nhảy sang mép tường bên phải, nhưng khi game thủ gạt analog hệ thống trò chơi là nghĩ rằng bạn muốn nhảy ra khỏi gờ đá. Cuối cùng người chơi phải reload checkpoint cách cực kỳ cay đắng. Chết bởi nhân vật chính nhảy sai hướng trong game quá thật cũng ức chế không kém gì việc không bắt kịp Quick Time Event. Chết trong cái phần hướng dẫn game. Nếu để lựa chọn đâu là cái phần dễ nhất trong cái tựa game thì đa phần nó nhất định phải là cái phần hướng dẫn. Đây chính là lúc trò chơi cho game thủ làm quen với toàn bộ cơ chế của game, nên chắc chắn người chơi chỉ phải vượt qua những chướng ngại vật cơ bản nhất. Thậm chí còn có những trò chơi quái tới mức chỉ dẫn từng cái chi tiết chút một. Mọt có thể nói rằng trong phần hướng dẫn vượt qua thì dễ, nhưng mà chết mới là khó. Đây là cái phần chơi được thiết kế không để làm khó người chơi, mà cho người chơi có cơ hội để làm quen. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều trường hợp phải chết đi sống lại bao nhiêu lần mới vượt qua được cái phần tutorial này. Một hiểu cảm giác của một game thủ lúc đó tự cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. Và chúng ta cũng có rất nhiều những hãng game thích troll tới mức đưa phần tutorial còn khó hơn cả cái phần chơi chính nữa. Chết bởi mạng lag bất thường. Có câu giang hồ hiểm mát không bằng mạng lag bất thường. Quả đúng là như vậy, đặc biệt khi bạn đang đánh giải hoặc có kèo chơi game ăn tiền thì mạng lag là một điều cực kỳ đáng sợ. Nó có thể chuyển hóa vai vế của game thủ từ thắng sang thua một cách nhanh chóng, thậm chí là bạn sẽ chết trước khi kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mạng nhà mình. Bên cạnh đó, mạng lag bất thường cũng là một phần nguyên nhân chính dẫn tới những vụ xung đột không đáng có trong cộng đồng game thủ. Chúng ta đã thấy rất nhiều người chơi nóng tính như thế nào khi mạng lag xảy ra. Cho dù thế nào đi nữa, chết bởi vì mạng lag là một cái chết rất thảm và gây ức chế vô cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Kim. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Kim và tham gia group gia đình nhà Mọt Kim của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.